cá nục xuông tươi ngon. Cá chủ một số nơi gọi là cá vũ á. Dạ, ngày mới cho mình gửi lời chào và lời chúc sức khỏe gửi đến tất cả cô chú anh chị. Cảm ơn cả nhà mình đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại xã Bình Thạnh thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Huyện Bình Sơn là huyện nằm ở phía bắc của tỉnh Quảng Ngãi. Chỗ này giáp danh với huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Cách sân bay Chu Lai tầm 12-13 cây số thôi. Chỗ mình đang đứng là thuộc xã Bình Thạnh, còn phía bên đó là xã Bình Đông, Bình Trị và Bình Thuận. Đó, cả nhà mình thấy cảng biển lớn không? Cảng biển này là cảng biển tổng hợp Dung Quốc á. Nói đến Dung Quốc thì chắc nhiều cô chú anh chị sẽ nghĩ ngay đến nhà máy lọc dầu Dung Quốc. Đây cũng là nhà máy lọc dầu đầu tiên ở nước ta. Giờ này cũng gần 7 giờ sáng rồi. Hôm qua là trời mưa cả ngày luôn, cho nên mình không có đi quay được. Sáng nay trời cũng mưa, nhưng mà hên cái là giờ này mưa cũng mới tạnh. Hy vọng là sẽ tan mây tí trưa với chiều là nắng luôn. Đây là cửa biển của con sông Trà Bồng. Phía đằng kia là Hòn Ong, một hòn đảo nhỏ thôi nhưng mà mình thấy rất là đẹp. Sáng nay mình sẽ đi dọc dọc phía trong con sông Trà Bồng, chỗ ngay cầu Trà Bồng á. Mình thấy bà con ngư dân mình neo đậu ghe đó cũng đông. Ở đây thì bà con mình làm rất là nhiều nghề biển. Mạnh nhất đó là nghề câu mực xà. Cái nghề này đi lâu ngày lắm, đi mấy tháng mới vô. Đi câu tuốt ngoài Biển Đông, ngoài Hòn Sa á. Sáng nay nước cạn. Giờ này bắt đầu nước đang dâng, đang lớn. Ngoài đi đánh bắt hải sản ra thì bà con cũng có nuôi hải sản nữa. Đó, mấy cái bè nuôi hải sản đó cô chú anh chị. Mình thấy có nuôi cá bớp nè. Nuôi cũng gần bờ. Nếu mà trời quang mây tạnh á, ở đây phải nói phong cảnh rất là đẹp luôn. Dạ, bây giờ mình mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi video. Xem video nhớ tặng cho mình một like và một lượt đăng ký kênh. Chú đi biển mới vô, hình như là đi lưới. Mình thấy có cái bên cạo lưới với dàn lưới. Chú đưa cá lên, hình như là cá ngừ á. Chỗ Hòn Ong có anh có chú đang đi đảo tìm cá nè. Còn mấy cô chú này là neo lại luôn. Một á là đợi con nước đi đánh cá, hai là đợi đò. Đó, mấy cô mấy chú là thấy flycam của mình rồi. Trong thời gian rảnh rỗi là mấy cô mấy chị giải trí luôn. Cá đù, cá chích. À, biết cá đù á. Cá thẩn, dạ. Không biết hả? Ở chỗ biển hả? Dạ, con ở vùng biển. Có con cá ngát cẩn thận cô. Mình mới chạy một vòng từ bên Bình Thạnh qua bên
Bình Đông, chạy qua cây cầu Trà Bồng. Con tìm mãi một hồi mới xuống đây được hả cô? Tại vì đường hẻm á. Con đi xuống cổng nhà má tao rồi xuống. Đường hẻm nhỏ á. Đã qua cầu rồi có thể xuống đây thôi. Dạ. Cái liệt nhỏ nhỏ mà ngon. Dạ, chứ mà chất lượng hơn. Dạ. Không có thuốc men vậy á. Lứa vô là tự trang. Cho anh đăng ký nè. Dạ, hôm nay ít cá hả cô ha? Dạ, tới đây con ngắm cảnh thôi là con mê rồi. Dạ. Phía đằng đó là hòn trà hả cô? Dạ, ngày trước là có khỉ, dạ. Có gì vậy bọn? Trời, sóng này là mấy chiếc ghe lớn chạy biển đó cả nhà. Đó, nó sẽ tạo thành mấy cái gợn sóng. Chứ trong này cũng êm. Cô mới dùng cái thúng nhỏ chèo ra để mà phụ chú gỡ cá. Đa số mấy cô, mấy chị ở ngoài miền Trung á, hay theo chồng làm biển. Mới đầu mình ra đây á, mình cũng bất ngờ lắm. Tại vì trong mình phái nữ ít khi mà làm biển lắm cả nhà. Ra đây nhiều lần thì mình thấy cũng bình thường. Ra ngoài biển là làm cực lắm. Bởi vậy mấy cô mấy chị mà đi biển á, mình thật sự rất là nể phục luôn. Cái thúng cái dành nó bị bể rồi cả nhà. Bị mớp, bị méo à. Dạ. Dạ chào chị. Chị có xem kênh của mình. Nhà chị gần đây á chị ha. Dạ. Con nhậu con không mua. Dạ chào bác. Con thấy mấy cái tường nhà mình hay đóng rêu xanh á bác ha. Dạ. Vậy là ở mình hay mưa. Dạ. Dạ. Hôm qua hả con? Sáng xuống đây bỏ mấy chục ngàn ra mua ký cá về làm nồi canh ăn sáng. Dạ. Dạ ba. $90 một ký. Dạ. Có cá cơm chổng kìa. Cái liệt này là liệt lớn nè, cỡ đó là liệt lớn á. Dạ. Lọt. Dạ, cá lạc á. Con này là bỏ vô cái rũa đó qua. 50 ngàn hả cô? 60 ngàn, dạ em cảm ơn chị. Về làm món gì chị? Sợ ớt kho, sợ ớt. Dạ. Sợ ớt là nó canh chua. Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn cô. Em có gì mua nữa chị? Không. Trời mưa lại à, mưa lâm dâm. Nam căng ở đây, chị hãy đi. Qua nước lửa tan. Nước cơ có. Đây mình quay có cái này. Có cả nhà thấy riêng không? Xanh đẹp không? Gì cái đó quay nè con. Dạ con thấy đặc biệt á. Dạ. Con ở đâu gì đấy? Dạ con ở Bình Thuận. À, Bình Thuận tỉnh chứ không phải là ở xã Bình Thuận mình cô. Bình Thuận á. Bình Thuận ở trong Sài Gòn đấy. Dạ ở đây là có
xã Bình Thuận này rồi xã Bình Chánh. Nghe tên đó, nghe tên như là ở huyện Bình Chánh ở Sài Gòn. Nó đi du dịch đó, đi chơi đó. Dạ. Em nói không đúng rồi. Cô biết mũi né luôn. Biết em cô biết mà. Có cây dưới mà. Theo dụ biết biết. Đi biển giờ này mới ăn sáng hả chú ha? Dạ. Anh đi tới Phú Quốc anh quay luôn mà. Dạ. Bây giờ nó đi tới bờ hết rồi đó. Đó quay mà nó gặp mấy bờ giờ là nó cho tiền hết chứ. Dạ. Bên đây cá nhiều nè. Sao má biết? Sao má biết? Cá lẹp hả cô? Cá này cá lẹp. Dạ. Cá lẹp đó. Nhìn xa xa giống như là con cá chích đó nhưng mà Nam, cái màu nó khác. Tóm lần này má nó khó. Là sáu cái cây. Dạ. Cá chích nè. Dạ. Cá chích nè. Cá chích nó có lẹp. Dạ. Cá chích nè. Bỏ nó vô thôi. Về là mình chiên. Về mình chiên. Mình chiên vô mình chấm rau cũng ngon. Còn cái này thì mình đầm gũa cũng được. Mình nướng nó không bè con này. Dạ. Không bè con này. Con này chỉ mình đầm gũa thôi. Dạ. Mấy con. Vậy là con này nó béo hơn á cô? Con này nó béo hơn. Dạ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Một bè này là được 6 khung, 6 ô. Nuôi cá bớp rồi có nuôi cá mú nữa. Đúng này, đúng hồ. Gỗ này, gỗ với thùng phi, thùng nhựa. Thùng nhựa này là đẩy kính luôn, bịt kính luôn. Cho nó nổi á. Này là làm cái nhà nhỏ phía trên. Để che nắng, che mưa, ngủ nghỉ nè. Hoặc là để cái máy để mà xịt nước á. Máy xịt nước để vệ sinh lưới đó cô chú anh chị. Chú cái này nếu mà mình làm hết luôn là trăm mấy triệu không chú? Hay vài chục chú? Dạ. 70-80. Dạ. Là mình tính luôn lưới hả chú ha? Lưới neo nữa hơn 100. Dạ, lưới luôn hơn 100, đúng rồi. Mày quay mấy chú bóng có được. Dạ, dạ. Con cảm ơn cô chú. Chú ơi, lưới này mình gọi là lưới gì chú? Lưới đây quấn lưới lưới đam nhưng mà nó nhiều loại. Một loại chưa là loại già, đó là loại chưa là già kìa. Dạ. Con đi đủ thứ nơi dạ. Này bán được vài trăm chú? Này nước chảy quá chạy vô vô trong bà bữa chút dầu mà không có. Dạ. Hai bữa bữa được 500-700 triệu. Dạ, bữa nay là đổ tiền dầu, lỗ dầu luôn. Dạ, nghề biển mà bấp bênh lắm. Hôm nào làm có tiền thì cũng bù cho mấy ngày làm không có hoặc là trời sóng gió ở nhà. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô chú. Ba của con cũng đi biển á, cho nên con biết. Ba con thì làm nghề giả. Đi cho ghe thôi, dạ. Đi quay gặp đi bạn. Dạ, con gặp cô chú là con vui rồi. Còn có cá hay không có cá thì con nghĩ là cô chú anh chị khán giả xem cô chú cũng mến, dạ. Dạ, không có gì hơn, con chúc năm mới cô chú sức khỏe nha, dạ. 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 Dạ, cô chú làm việc nha, con chào cô chú. Dùng cái xẻng xúc. Để em phụ cho.
Trời ơi. Sức ra luôn rồi. Là mình lựa mấy con ốc này đúng không? Còn em thấy mấy con này là nó chỉ vỏ thôi. Sàng cho nó ra bùng. Bùng với cát. Ít lắm mà cô chú anh chị, đa số là vỏ mà. Rồi khi nào mới được một ký chị? Nào đó. Dạ. Một ký ốc này mình bán được nhiêu tiền chị? Mười mấy ngàn. Kiểu này kiếm mười mấy ngàn cũng khó lắm nè. Mà làm cái này chắc phải hai người làm. Chị kia mới vô rồi. Ở đây bà con ngư dân mình không có tập trung một chỗ, cho nên mình phải di chuyển liên tục để mình quay cho cả nhà mình xem. Đường hẻm ở đây một chút. Thường mà nhà chỗ nào gần biển á, là ở đó đường xá nó hay như gì lắm cô chú anh chị. Giống chỗ mình á, đường nhỏ nhỏ thôi, cỡ này là cũng lớn rồi nè. Mấy chiếc này là làm bằng nhôm á. Hai bên hông có cột thêm hai cái ống. Thêm hai cái ống cho nó nổi thêm á cả nhà. Mấy anh mấy chú đi cào ốc vuốt. Dạ, 3-4 ngàn. 3.200 một ký. Dạ, 3.200. Ốc vuốt này một là bán chợ cho mấy cô mấy chị lễ ăn, hai là bán cho tôm ăn. Đây là cái vật cào ốc, cán cũng dài, cán mấy mét á. Còn không phải cào lên cầu tay, lên cầu tay thì nó còn như đây. Trong này là nó rộng nó mới nổi. Bịt kính lại, bịt kính hai đầu lại. Chỗ này xe thu mua xuống không có được á, bây giờ chuyển qua chỗ khác. Chú có tâm sự với mình á, là lo làm chưa kịp ăn được gì luôn, giờ đói bụng. 3.200 một ký thì 100 ký mới được 320.000. 100 ký là nhiều lắm á.
rất là khó để được 300 ngàn. Cái này trải ra để mấy anh mấy chú phơi mực. Trải ra để phơi mực khô. Dạ. Mực xà anh ha, mực đỏ đỏ đúng không anh? Thường là mình đi mấy tháng mình mới vô một lần anh? 2 tháng rưỡi 3 tháng. 2 tháng rưỡi 3 tháng, vậy là đi hơn câu cá người đại dương luôn. Mỗi lần đi chuẩn bị quá trời đồ. Đây là đồ để ra sau luôn. Một năm mình đi được mấy chuyến anh ha? 3 chuyến. 3 chuyến, năm đi được 3 chuyến. Chứ à, được chứ à. Quay, quay đưa cho lên. Đâu đây đây chứ. Thúng này nó có bề rộng á. Được. Còn sâu thì không có sâu bằng mấy cái thúng mình hay quay cho cả nhà mình xem. Vâng. Đấy chứ trong tổ con tao. Thật đấy, tao con té hồi nước rồi. Các quà hả không? Thúng này là làm bằng tre. Đan lại với nhau. Cái lớp dầu này quê mình gọi là dầu rái nha cô chú anh chị. Lúc mà nó tha lên nó sẽ dịu dịu với nó dính. Phơi nắng xong là nó cứng. Này để chống thấm nước. Bây giờ thúng với ghi đa số là làm bằng nhựa tổng hợp composite. Dạ, cứ một người là một thúng. Ngày này thì ở Quảng Nam bà con mình làm cũng nhiều. Có gì cái kênh xem đăng ký ủng hộ em nha. Ok ok. Dạ. Anh như một ghe mình đang đi là có bao nhiêu thành viên anh? 45. 45 người. Dạ. Thì theo ghe có ghe 45, ghe 40, có ghe 50 cũng có. Dạ. Ghe lớn ghe nhỏ. Dạ. Mà công nhận mấy chiếc này em thấy lớn thiệt á. Nếu mà so với những chiếc ghe mà thường đi đánh bắt là cũng lớn thiệt. Cái này hơi tế nhị xíu nhưng mà em cũng tò mò á. Tại trước giờ ở quê em là không có nghề này. Như chuyến vừa rồi á là gần Tết đúng không? Là trung bình á, một anh là đi một chuyến mấy tháng thì là mình được bao nhiêu tiền anh? Đa số thì bình quân thì một người cỡ 100. Dạ. Có người có người không, người cao dở, người cô giỏi nói chứ có là hết vậy. Dạ, dạ. Bình quân thì người 100 vậy. Dạ. Mà công việc này thì em thấy đánh đổi anh ha. Mình ra ngoài biển mấy tháng. Dạ. Thì nó nhọc nhưng mà nó có đường thu nhập nó cao hơn mấy người khác. Dạ. Thì cũng lựa chọn của mình thôi, đánh đổi thôi chứ đâu có gì mà dễ dàng đâu. Đi biển xa nhà nhớ nhà cực kỳ luôn. Đây là cái giường để câu con mực. Câu cái này là câu vào ban đêm. Trong đèn sáng rồi mình câu. Đây là cái võng này. Cái võng treo để nằm nghỉ. Đi mấy tháng cho nên chuẩn bị rất là kỹ. Cái võng cầu hổ rồi đây. Dạ. Có mấy cái hay hay á, mình sẽ cố gắng quay chia sẻ cho cả nhà mình. Đây là cái đồ, cái lốc đứng ngồi. Dạ. Giống như cái ghế anh ha. Dạ. Đâu đó ngồi qua đêm. Dạ, mình đang bằng cước này. Cho nó có độ nhúng á, cho nó đỡ đau. Ngồi lâu nó rất là mỏi. Này là mấy cái kết bi nè. Bi Tiger. Dạ. Cái máy liên hệ đàm phụ. Dạ. Dạ là điện đàm rồi trong đây. Mình câu xa ghe không anh? Mười mấy hai lý. Cách ghe mười mấy lý. Ghe thở chứ mình trừ với tí số mình cách ghe có mười mấy lý. Dạ.
rồi sáng bắt đầu ghe đi dớt từng thúng lên. Một mình anh. Nhiêu đây là một mình anh. Anh nói là tổn của ảnh bỏ ra là một chuyến là trung bình 20 mấy triệu, rồi chủ ghe hỗ trợ anh thêm. Cũng ấy là tổng mình còn tổng của ghe chung nữa là dầu người đã mấy triệu. Dạ là tổng luôn là một người 50 triệu, trung bình 50 triệu. Ủa ảnh tay cho lẹ. Để đó chào tôi đãi rồi. Anh nói là anh đi lính về là lúc 2015 làm biển tới giờ luôn. Dạ chào chú. Đó phía đằng kia cả nhà mình thấy không, một dàn ghe luôn, một dàn ghe câu mực xà khởi hành là mất phải tầm 6 ngày tầm một tuần á mới chạy tới điểm câu, chạy rất là xa. 6 ngày là tới điểm nhiều mực đó. Dạ vùng đó Trường Sa đấy. Dạ cô chú anh chị mình thấy nè, ghe này là nó chưa có xếp dàn giá, tại vì mình vô phía trong này á mình phải xếp gọn lại để khỏi bị cắn ghe á, chứ ra ngoài cửa là sẽ phụ nhau. Xếp cái dàn ra nó rộng lắm, cái dàn đó để phơi mực, một người là sẽ được chiều rộng 1,5 m, chiều dài là 7 m. Ảnh đi ghe lớn được 7 m, còn như ghe nhỏ hơn thì tầm dài 6 m hay là 6,5 m. Ngày mà bốc tổn mà đông á là chỗ này chắc nước ngọt đồ chắc chở liên tục luôn á. Một người nhiêu đây thì một ghe mấy chục người nhăn lên, mà trong này biết bao nhiêu là ghe. Đó nhiêu đây mới là đồ đạc thôi nha, chưa có đồ ăn thức uống á. Cảm ơn. Dạ anh tên gì anh, nãy giờ em quên hỏi tên anh, xin lỗi. Lâm. Dạ Lâm. Anh Lâm hả? Dạ chúc anh Lâm chuyến biển thuận lợi thành công nha. Cảm ơn. Dạ chúc anh nhiều sức khỏe. Dạ mình may mắn gặp được anh Lâm, ảnh nhiệt tình anh chia sẻ. Bye nha. Dạ chào anh. Dạ chuyến này đi mạnh khỏe thành công nha chú nha. Rồi chú làm nghề này chắc cũng mấy chục năm hả chú? Mấy chục năm rồi, 20 năm rồi. Thấy quay đi mòn mấy mà. Dạ bữa nào rong ngoài này quay hả? Dạ tháng này quay trước kỳ quay đi xa nhớ gia đình lắm chú ha. Nhớ mà phải. Dạ. Đi rồi mang mà đi mấy thốn cái gì mà. Dạ thì chừng hết qua cái chỗ đây, hết qua cái vùng đây thì chú khó rồi. Dạ con đi ra nữa. Dạ chú này không có cái chèo á cho nên dập cái thúng xuống. Ghe câu mực xà nào mà đậu ngoài biển á, ngoài cửa biển á thì sử dụng ghe để chở đồ hay là chở người ra đó. Đó ai bác? Trời ơi. Rồi cố gắng ăn uống vô nhiều quá. Mấy cô, mấy chị, mấy bác tiễn chồng đi biển. Dặn dò kỹ lưỡng, ra ngoài biển là phải ăn nhiều vô. Đi ra biển lâu ngày á
thì mấy anh mấy chú sẽ rất là thèm rau, thèm rau với thèm thịt, tại vì ăn hải sản nhiều nó cũng ngán á. Có miếng rau này để xào hay là nấu canh nè, ăn cơm cảm giác nó ngon lắm. Ngày trước mình theo ba mình đi nghề giả tầm một tuần thôi, một tuần ăn hải sản nhiều quá mình ngán, có xíu rau vô ăn cảm thấy nó ngon lắm cả nhà. Gần cầu có mấy quán cà phê hay là quán hải sản bè nổi, view cũng đẹp á. Cả nhà mình có thể ra đây uống cà phê hay là ăn hải sản ngắm cảnh. Ghe này mới mua mấy bịch cá nục để đi câu cá nè. Mình thấy có mấy cái phao nổi với lá cờ, câu này là câu bủa. Miếng xốp nổi à, không có thúng thì dùng cái này. Anh nói là đi câu đủ loại cá luôn, câu mấy ngày mới vô. Cá nục đó là gia đình ảnh sẽ ướp với muối hột đó cả nhà, cái bao đem ra là muối hột á. Câu cá là ướp cho mồi nó tươi câu mới đạt, ướp bỏ vô cái thùng xốp đóng kín lại. Cá nục suông tươi ngon. Cá nục này kho hay là nấu canh thịt nó thơm ngon lắm. Canh cũng được, kho cũng được. Này nhiêu tiền ký vậy cô? 100 ngàn vậy. Này là mình đóng đi xa hay là mình bán ở mình luôn cô? Bán ở mình đó công. Dạ. Tầm trưa chắc tới mình bán chợ chiều á cô. À bán chợ chiều cơ. Dạ. Chợ chiều bà con mình đi làm về á. Này là của nghề gì cô? Nghề lưới rút hay là nghề mạnh cô? Lưới rút con. Dạ. Ghe rỡ thu mua. Ghe thu mua này. Dạ, con cảm ơn cô. Cô là mua được 3 thùng luôn nè. Dạ. Mình quay cái tối cho cả nhà mình xem là hai bên luôn á cô. Là bây giờ mình chạy là mình đá một cái tó lên. À đó cái này lên. Dạ. Giờ lên rồi bắt đầu đá thêm cái nữa. Dạ. Chú bố à không? Dạ không rồi chú à, con đi quay YouTube thôi chú. À quay YouTube. Dạ, nằm mát với cô, nằm đó là ngủ luôn á. Có chiếu nữa. Đợi ghe vô hả cô? Dạ chào chú. Có cơm than hả chú? Có cơm than hả chú? Có cơm than với cá nục. Dạ. Hai chiếc này mới vô. Dạ có anh lên YouTube á. Dạ. Mấy anh mấy chú dễ thương dễ mến quá. Dạ mình 86 anh. Anh xúc cá lên nè. Mấy cái vỗ tre. Vỗ tre đó là đựng cá hả chú? Dạ. Còn mấy cái khay này là của nậu ha. Dạ. Cơm than lớn. Cơm than này mà phơi là ăn ngon lắm. Cơm này là cơm Mỹ. Dạ, to thiệt anh. Ừ. Cái thủ cũng rỉ á. Cá này mình đánh lúc nào anh, buổi sáng hay sao anh? Mới quán sáng. Mới sáng. Dạ. Xong đây. Này được mấy tấn không chú? Nay được bỏ nước nướng. Mấy tấn à? Mấy tấn. Dạ. 3 tấn.
Ngày nào mà cũng được như vậy là quá mừng. Chuyền vô, đẩy vô, cũng nhẹ. Phía trong mấy cô mấy chị đang lựa cá. Mỗi một nậu là một nhà như thế này. Có một cái cầu cảng để cho ghe dễ cập vô, cập ngang hay là cập mũi. Lại 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 lại. Cặp vô gì bán nó dễ hơn. Còn như bãi ngang á là phải chắc lên thúng hay là có ghe có sổng chở vô thêm một đợt nữa. Có nhiều lắm. Luôn. Tranh thủ, cá tươi là phải tranh thủ. Lưu. Dạ, cá cơm này là 15.000 ký. Wow, quá đã. Ê, nói chi vậy ba? Có vậy nó đâu sát nữa. Lan đâu vừa, lan đâu? Lan đi cái 6 lù đồn, 4 lù na rồi vừa. Đang hẻ được mấy máy hả? Đang hẻ được mấy máy hả? Dùng cái giật. Vớt lên. Vớt chừng có máy anh. Dạ. Đang kèm thứ, thứ bình chở là tùy. Cái này đem về ăn đúng không anh? Em thay ướp đá lại nè. Dạ. Cá to. Cá này là cá chủ, một số nơi gọi là cá vũ. Cá này thường nghề lưới cảng hay là nghề câu nè. Cá này dáng cá nó dịp dịp á cả nhà. Cá nó màu xanh xanh, xanh lá cây với màu vàng. Đây là cây búa làm bằng cây để đập đá đó, đập đá nhỏ nhỏ để dễ ướp cá. Trời nắng mấy anh mấy chú làm hơi mệt. Nắng này là phải uống nước vô nhiều nè. Không có cãi mấy cái gì không? Xuống đó. 2 hầm nữa. Còn 2 hầm nữa mấy anh mấy chú bóc cũng lâu á. Nước không, nước ra cái thùng xanh thôi. Lấy nước ra cái thùng đó. Dạ, cảm ơn chú. Chú mời nước mình. Dạ, con chúc chú với mấy anh nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cái dảnh thôi, mình gọi là cái dảnh vậy. Là cá bơn á. Có ba cái dảnh dạ. Là cái này mình cắt da cho. Cho có à. Cá bớp rồi ăn á. Dạ. Ê, chứ chú thấy ha, đang TV mà. Dạ dạ. Ê, mũi ná bằng đồ nho tròn bình thuận phân thiết gì ở đâu cũng thấy mà. Dạ dạ. Bữa nào mới tới đây hả? Dạ.
Như cái này là người ta đã phi lê cái thịt rồi ha. Phi lê cái thịt rồi, còn cái xương không à. Dạ, mình mua lại là một ký mấy ngàn không chú? 9 ngàn. 9 ngàn. Người cá thì mồi tầm dưới 10 ngàn là cũng ổn. Dạ. Cái gió là rẻ nhất rồi đấy. Dạ, chứ mà tầm mười mấy, 20 ngàn ký là chắc nuôi không nổi đâu. Hồi 17, 18. Dạ. 17, 18 là lỗ mấy. Dạ. Nhưng mà bây giờ mình nuôi ngoài đó mà mình không cho ai thì không. Dạ. Thì mình phải theo chứ. Dạ. Người ta đào tới chứ. Dạ, dạ. Gió cỏ này nó đào cố định. Dạ. Cái bóp thì Tết năm trước á là con thấy có giá, nhưng mà Tết vừa rồi năm này nè là hình như là nó hạ. Bà Nam là 200 mấy nè, bên dạ. Nay còn 160 á. Dạ. Dạ với người nuôi có thì cũng cực lắm. Dạ. Gió của nó ái mà cũng có này xong thấy tiêu thụ vậy. Không dạ. Tiêu thụ được. Bà Nam là tiêu thụ mạnh thì tiêu thụ được là nó mới có gió chứ. Dạ. Có thời đợt này kinh tế khó khăn á, dạ người ta không có nhiều tiền để mua cá bớp á. Mà cá con nghe nói là thời gian gần đây nó hao cũng nhiều ơi chú ơi. Nó hôn. Con chúc chú sức khỏe rồi năm nay khá hơn năm trước nha chú nha. Dạ. Cho con ăn. Dạ. Nè con đến đây được mấy bữa rồi? Con đến đây là ngày thứ hai. Đến tại chỗ đây nè, chỗ đây nè. Dạ. Tại vì ngày trước là mưa, ngày hôm qua là mưa, dạ. Cho nên con ở trong phòng, con không có đi quay được. Ít ngày nữa, chắc cả nửa tháng đủ lây nha. Là chắc ở đây người to, nó đông, không có chỗ đi đúng rồi. Dạ. Là gai nó vua, nó có đó. Dạ. Người to dữ. Dạ. Dạ con chào chú nha chú nha. Rồi. Dạ. Cảm ơn nha. Mình nghĩ là chắc cũng có nhiều cô chú anh chị nghe chú nói chuyện là chưa có hiểu hết. Còn mình là nghe cũng được. Tại vì ngày trước sếp của mình ảnh là người ở Quảng Ngãi, quê ảnh ở Quảng Ngãi, làm việc với ảnh mấy năm, cho nên mình nghe chú nói chuyện là mình cũng hiểu hết luôn á. Mình thích nhất là nghe tiếng ở Phú Yên nè, Bình Định nè, rồi Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng. Nghe nó hay á cô chú anh chị. Mà ra Quảng Nam với Đà Nẵng á thì nhiều lúc mình nghe hiểu tầm 70-80% thôi. Ở Quảng Ngãi á thì nghe dễ hơn là ở Đà Nẵng hay là Quảng Nam. Dạ. Dạ là mình đi bắt nó ha chú ha. Hào với viêm xanh. Cái mà da cam được không? Có chứ con. Đi luyện cái đi được. Là đó mà có. Đậu mùa đó không? Nước cỡ 4-5 mét. Dạ, lặn nước tầm 4-5 mét. Nói chung là bây giờ là nó khi nào nó lại nước sâu cho cũng nhìn trước nữa. Dạ. Là chú lặn cô ở trên coi ghe coi máy rồi làm hào luôn. Cô theo chú làm biển bao nhiêu năm rồi cô? 6-7 năm. Nói chung là nó cũng nhiều khi là bị xây dựng bây giờ đó mình tuổi giờ đó. Thì mình làm qua bây giờ này rất khỏe. Dạ con thấy hai vợ chồng đi làm có nhau vui. Dạ cái này về nấu cháo ngon chú ha. Dạ mày phải nấu cháo sao thằng ái không thằng gì mà ở nó hay quay vlog mà con ở Bình Thuận lận chú, ở tỉnh Bình Thuận lận nặng. Nhiều đây là từ 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 tiếp
Rồi, xong. Cao. Nhiều đây nhìn vậy chứ là biết bao nhiêu hào á mới được nhiêu đây á. Bên này chắc không cái. Có 4 kg đấy con. 4 đến 6 kg, 5 kg, 4 5 kg á. 4 5 kg được. Dạ. 1 kg này mình bán là được bao nhiêu con? 150 ngàn con. Dạ, 150. Cái ruột thành thẳng là bán 150, còn cái nguyên cái cục đó là cô bán 100 bao nhiêu 30 ngàn. Dạ. Con cảm ơn cô chú nhiều nha cô chú. Dạ. Ủa, chú mới đây đâu cô? À, phía trong hả cô? Dạ. Con thấy đi dọc cái bãi biển này cũng mỏi chân lắm á bác. Dạ, nó xa. Dạ. Rồi bác đi bộ hay là đi xe đạp xuống đây bác? Dạ, xa lắm. Dạ, con thấy bác lội cuội đi lượm nhôm nhựa. Dạ, con cũng có món quà thay mặt chú Hùng ở Cali á, gửi tặng cho bác 300 ngàn nha. Dạ, bác nhiều sức khỏe. Dạ. Này là Minh quay sau khi kết thúc video trên đường di chuyển tới cái địa điểm tiếp theo á. Dạ, chúc bác nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ. Dạ, đó từ đây nhìn qua là cảng Dung Quốc á. Dạ, con bye bye bác. Dạ. Ok nghe. Dạ. Mình cũng rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành chút thời gian theo dõi đến hết video của mình. Có gì sai sót mong cả nhà mình bỏ qua nha. Em mình xin phép được tạm dừng video này tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video mới nhất của mình. Dạ, bye bye.